Chào anh. Phóng viên hả vậy? Dạ không, em làm kênh YouTube anh ơi. Dạ không, quay mắm mà tôi đâu có lên đài rồi YouTube rồi bán đất rồi đâu có Dạ xin chào cả nhà, cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với kênh Thiện Nhân Bốn Phương. Dạ đây cả nhà thấy con sông này nó liền Thiện Nhân đang đứng ở trên cái cầu. Đó bên đó là lên trên trên đó là có mấy cái ngã đi dài dài là trên đó là có mấy cái ngã tẻ ra đó cả nhà mình. Khung cảnh của thành phố Ngã Bảy. Dạ. Ở công viên xây bờ kè rồi cũng rất là ok luôn. Quá đẹp. Đây mình dùng máy lại cho cả nhà xem bên đây. Dạ. Đó cả nhà thấy. Dạ. Rồi, bánh bánh mì. Đây thì nhân có thể nhân đứng ở đây là cảnh chợ luôn. Dạ, quay chợ Ngã Bảy luôn. Dạ. Dạ, quay chợ Ngã Bảy cho bà con xem. Dạ. Ồ, ngày này có ngay dốc cầu cũng có bán cá đồ rất là nhiều luôn nè cả nhà mình. Cá. Dạ, cá là nhiều quá trời nhiều. Làm kênh YouTube anh ơi. Dạ không, quay mắm mà tôi đâu có lên đài rồi YouTube rồi bán đất rồi đâu có mất cái con món cá sặc ngon lắm hả anh? Mấy cái để chồng. Nhà làm luôn hen. Nhà luôn á nha. Dạ. Cá lóc bụng thì 200 ngàn. Vậy đó hả? Không bán cá đuôi á. Dạ. Bụng rồi đây. Dạ vậy đó hả anh? Dạ. Ủa cái này anh thứ mấy anh tên gì vậy? Tư Hưng. Tư Hưng ở phường Hiếu thì thành phố Ngã Bảy. Ờ đó cả nhà thấy anh này làm như vậy là anh Tư làm mắm cho trong nhà anh đem ra anh bán cho anh Tư. Làm mắm 52 tấn rưỡi á. Vậy đó hả? Không có đại hậu giang có xuống tới nhà nó quay rồi. Ồ vậy hả? Trời ơi vậy em đâu có biết đâu. Không cái, biết cái, cái địa chỉ của anh chỗ nào đâu bữa nào em vô đây nè để qua cầu mới này phải không? Dạ. Đây là dòng chiến này phải không? Dạ. Dòng chiến là qua cái cầu xe đường này đó. Dạ. Qua anh, cây màu vàng nha. Anh có số điện thoại không? Có chứ, qua cây màu vàng lại cái dạ. Lại tới cái cầu rẳng tôi chỉ cái đi. Dạ, không có bây giờ nè cái có cái số điện thoại của em với lại cái kênh YouTube của em đó. Dạ hả? Dạ cái kênh YouTube là Thiện Nhân Bốn Phương đó, anh ủng hộ anh đăng ký rồi cái với lại có cái số điện thoại của em đó, anh về anh điện rồi dạ có gì em kết bạn với anh. Rồi, rồi. Rồi hôm nào cái em hỏi thăm địa chỉ em đây, bước lại cầu này chỗ sửa xe Đức Chỉ lại dạ. Cầu qua cây nữa mà cây đang không qua. Dạ. Cái quẹo tay mặt luôn à. Dạ. Yeah. Vô có một cây số mà đứng cây yeah. Gì lò mắm rất là ngon luôn nè. Trời ơi em sắp bao luôn á chứ không yeah. Phải nói chuyện dữ dội luôn, nhìn thấy mắm là rất là ngon luôn rồi. Trời để vô kho là nó kiểu mẹ dạ. Dạ. mới mà được 2 tấn rưỡi rồi vậy hả? Dạ rồi cho số điện thoại đi, có gì bấm nữa yeah. Đi dạ dạ cái số điện thoại của em đó. Tư Hưng đó nha, ở dạ. Dạ rồi em cảm ơn anh Tư. Ồ anh Tư Hưng Tư Ngã Hiếu dạ, anh là lò mắm luôn dạ 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 rồi em cảm ơn nhóc mắm luôn á dạ, giúp 2 tấn rưỡi luôn à dạ dạ rồi em cảm ơn anh, chúc anh mua may bán đắp rồi. Anh làm mắm ngon quá bán mau lắm dạ. Này có gì mình đặt hàng dạ mình ấy luôn anh Tư ha. Ừ dạ
Dạ, mắm này đi ra nước ngoài được cũng ngon lắm. Rồi mấy đứa mua mới mua hết 7 kg gửi Hàn Quốc ha. Ờ vậy là đúng rồi, đúng rồi. Rồi về về em biết rồi. Cái này bao nhiêu 1 kg? Có lúc 200 ngàn và còn cái này có 70 ngàn tí à. Cá sặc cái thì 70 ngàn ký, còn cái này 200 ngàn ký có lắm. Nghe bao hàng rồi bạn. Bao hàng là cá đồng luôn. Cá đồng. Dạ dạ rồi em nắm giá rồi. Dạ anh cảm ơn anh. Dạ chúc anh mua mai bán đắt. Dạ chúc anh làm thành công. Dạ dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ em không hút, em cảm ơn nhiều anh Tư. Nhớ về kết bạn Zalo anh Tư. Có gì không à? Cá dữ thiệt. Cá làm cái đùng luôn. Cảm ơn anh. Dạ. Dạ đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý bà con đã đồng hành cùng Thiện Nhân Phú Vương. Thiện Nhân Phú Vương xin kính chúc quý bà con được nhiều sức khỏe. Và hẹn gặp lại. Dạ xin chào tạm biệt.